Hôm nay thì mình sẽ làm món cá kèo nấu mẻ. Ở đây là có những con cá kèo mới bắt vào nè cả nhà, còn sống và tươi gói luôn nha. Bữa nay trời mưa, sáng nay ở ngoài vuông á, nên là đổ đục vô là được một mớ này nè cả nhà. Đây cho nhà thấy vuông ở của mình ở phía sau nè, là cá tôm cua đầu đều bắt ở ngoài này ha. Để nấu mẻ thì mình cần có cơm mẻ nè cả nhà. Ở đây là mình có một ít cơm mẻ nè. Bây giờ mình cho nước vào và dạo mẻ này lên. Mẻ này thì cả nhà có thể là mua ở ngoài chợ hoặc là ở nhà nuôi nha. Cơm mẻ này ở nhà mẹ mình nuôi nè. Ở quê á các bạn, nhà mẹ mình ở quê nên là món gì cũng có hết trơn, nhà trồng, nhà nuôi không à. Mọi thứ là đều thiên nhiên hết, nên là muốn ăn món gì là có món đó liền luôn á cả nhà. Mình dạo cho nó hết cái chất chua ra là được rồi nha. Muối hột vào cả nhà, để cho cái con cơm mẻ nó được chết á. Rau ăn kèm với cái món nấu mẻ thì mình có là lá quế nè cả nhà, là rau mùi ha, để cho cái mẻ nó thơm á. Và rau muống nè cả nhà, rau muống đồng ha. Và mùng tơi thì mình cũng hái vô được một ít mùng tơi nữa nè. Rồi rửa cát cái món rau này cho sạch nha. Sau khi mình đã làm cá chết rồi thì mình để nước rồi mình rửa nha cả nhà. Để cá vào trong cái gỗ mình rửa, mình chà thì nó sẽ sạch hơn ha. Mà đặc biệt của cá kèo á, mình nấu cái món mẻ này á, mình đừng có chặt đầu chặt đuôi. Để nguyên đầu nguyên đuôi thì khi nấu lên nó mới mềm, nó mới ngon nha. Đây mình rửa qua vài lần nước nha. Sau khi mình chuẩn bị xong ha, thì mình bắt lên một cái nồi, mình cho mẻ vào nấu trước. Thằng mẻ nó lên tim mặn rồi cả nhà, là gần sôi ha. Mình cho vào một ít đường cát. Nấu mẻ thì nó có vị chua chua, ngọt ngọt nha. Rồi mình cho một ít hạt bột ngọt vào luôn. Và cá thì mình cũng để chào ha cả nhà. Khi bọt lên thì mình sẽ hớt bỏ cái phần bọt này cho thật là sạch nha. Đây nè cả nhà, cá nè mới để lên là nó sẽ co và lại nó cứng và lại á. Nấu mẻ thì thường là mình để nguyên đầu nguyên đuôi á, thì cá kèo nó sẽ mềm hơn, nó sẽ ngon hơn nha cả nhà ơi. Sau cá nó sôi lên đó cả nhà, mình sẽ hớt bọt nha. Mình hớt hết cái bằng bọt này bỏ nè. Cá kèo nó mềm nên nấu cũng rất là nhanh chín nha cả nhà. Nên từ lúc sôi lên là cầm cỡ khoảng 3 phút là cá kèo sẽ chín. Cho ớt vào nè, cho ớt vào nấu cùng nha. Sau đó mình thả bọt lại, hớt bọt cho thật là sạch. Sáng nay nấu món mẻ, cá kèo nấu mẻ cho cả nhà ăn nha cả nhà.
cho cả gia đình mình ăn đấy. Thôi mình bỏ lá quế vậy. Giờ mình cho một mớ lá quế mà sắc sẵn vào luôn. Rồi mình sẽ cho thêm nè. Một ít rau này vào nữa. Là mình xong cái phần nấu mẻ này đó cả nhà. Mình nêm gia vị lại xem ai vừa ăn chưa nha. Cái hòn nấu mẻ giờ đã vừa ăn rồi cả nhà, không cần nêm gì thêm nha. Rồi sau cùng thì mình dặn lửa nhỏ xuống nha cả nhà, và mình cho ít tỏi phi vào trong cái nồi mẻ nè, mình cho nó ngon hơn. Như vậy á, là mình được một cái nồi nấu mẻ rất là tuyệt vời luôn á cả nhà.